Chào các bác nha. Em lên sóng phục vụ các bác một con máy robot Roomba i4 dòng i cao cấp các bác nào. Test thử nhé. Con này thì về đang chạy test thử. i4 chạy rất là êm. Cái mặt này của nó thôi nhé, mặt lụa rất là đẹp này. Đấy. Chạy. Kết nối app điện thoại thông minh, dòng y đi theo hàng lối. Các bác kết nối app vào, các bác cài đặt điều chỉnh các chương trình ở trên máy rất hiện đại nhé. Dòng i4 cao cấp. Cái chiếc này em bán là 5 triệu 2 các bác ạ. Giá 5 triệu 2 nhé. Đi kèm một máy này. Một đế sạc, một tường ảo và hai cái chổi. Hai chổi. Dù lô của nó zin rất mới các bạn này. Lắp rác. Đây. Thông số tem mác nó nằm đây các bạn nhé. 2021. Đây, 2021 nhé. Lắp rác. Rất đẹp. 2021 thì rất là ít dùng rồi. Con nào mà cần một con robot thông minh tầm tiền cũng vừa phải, 5 triệu 2, bao lô cho em nhé, bảo hành 3 tháng. Chào các bác nhé.